Wow, khởi đầu tháng 6 của team mình chính là siêu phẩm nóng bỏng tay SH Ngọc Lục Bảo. Chắc anh chị em nhận ra rồi phải không? Đây là một trong những chiếc SH 150i Vetro đầu tiên về đến Việt Nam. Vetro trong tiếng Ý có nghĩa là thủy tinh, và do đó phần lớn bộ vỏ của SH Vetro gồm hai bên thân xe, hai cánh nếm, phần đầu và mặt nạ trước đều được hoàn thiện bằng vật liệu đặc biệt trông khá bắt mắt, với màu xanh thủy tinh trong suốt nhìn xuyên thấu vào bên trong. Và đi xe sang thì phải làm gì anh em? Tất nhiên là phải bảo vệ xe rồi. Và có lẽ team mình là team đầu tiên thi công dán keo bảo vệ cho dòng SH Vetro này. Và lần này á thì team mình thi công cùng lúc cho cả 3 chiếc SH Vetro. Hai chiếc sẽ được dán keo trong 3 lớp siêu bóng, còn một chiếc còn lại thì sẽ được lên giáp bảo vệ BBF. Trong clip này á thì mình sẽ nói về keo trong 3 lớp nha. Và đây là dòng keo bảo vệ xe phổ biến, ngon, bổ rẻ và rất hiệu quả trong việc làm mới và bảo vệ sân xe. Về tính năng á thì keo trong 3 lớp có độ dày gấp 3 lần keo trong thường, giúp xe tăng độ bóng hơn 30% đi kèm khả năng chống tia UV và chống được axit nước mưa nha. Ngoài ra thì vì là keo trong cho nên dán xong thì vẫn giữ được màu sắc của lớp sơn dinh. Và anh em thấy đấy, dán xong thì vỏ xe vẫn giữ được tính năng thủy tinh nhìn xuyên thấu vào bên trong. Hôm nay thì team mình thi công trực tiếp tại Cutshop, là thương hiệu chuyên phân phối nhiều dòng xe máy, đặc biệt là xe cấp Thái. Và thi công tại nhà hay bất cứ đâu thì team mình luôn đặt sự uy tín và chất lượng lên hàng đầu. Cho nên quý anh chị em nào có nhu cầu dán bảo vệ xe hay là grab đổi màu xe thì liên hệ với team mình nha. Cam kết với anh em về chất lượng và tính thẩm mỹ và sẽ luôn được team mình kiểm tra bảo dưỡng định kỳ. Ngoài ra thì quý anh chị em sẽ luôn yên tâm vì xe sẽ được thi công bởi những người thợ có tay nghề cao, tâm huyết với nghề, với kinh nghiệm hơn 10 năm. Từng chi tiết của xe sẽ được dán kỹ càng nguyên khối, không cắt xén và được gấp mí kỹ càng. Cả quá trình thi công giống như là một nghệ thuật vậy, nhanh, đẹp, chuẩn và chính xác. Còn về đổ bóng sau khi dán thì khỏi phải bàn rồi. Nào, hãy cùng mình xem sau khi bóc siêu ra thì xe sẽ bóng và đẹp như thế nào nha. Lột đến đâu thì bóng đến đó, 10 điểm cho độ thẩm mỹ luôn. Quý anh chị em nào muốn tìm hiểu với dòng keo 3 lớp siêu bóng thì đừng ngần ngại nhắn tin hoặc là gọi điện cho chúng mình nha. Thì mình sẽ hỗ trợ tư vấn cho anh em từ A đến Z luôn. Còn giờ thì chiếc xe cũng gần hoàn thiện rồi. Mời anh chị em cùng chiêm ngưỡng siêu phẩm SH 150i Ngọc Lục Bảo đầu tiên ở Việt Nam được dán bảo vệ 3 lớp siêu bóng nha. Kill a man, Glock in my